Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh, sự đứt gãy của các hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng truyền thống đang buộc nhiều cơ quan doanh nghiệp hiện nay phải mạnh dạn hơn trong nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng số hóa. Đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thông tin để phát triển kinh tế số đang là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng để Đà Nẵng sớm khôi phục tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã đề ra. Sau tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu phần mềm tại thành phố Đà Nẵng ước đạt hơn 42 triệu đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin đã và đang tiếp tục được dự báo là một trong những điểm sáng nổi bật của bức tranh kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2021. Đây cũng là một trong những mũi nhọn trong thu hút đầu tư vào thành phố hiện nay. Lĩnh vực công nghệ thông tin là một lĩnh vực rất là tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh. Được sự phân công của lãnh đạo thành phố, chúng tôi tiếp tục công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với cái sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là với sự phối hợp của các sở ngành, chúng ta sẽ có cơ hội mời gọi được các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Đà Nẵng. Cùng với sự tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin của Đà Nẵng cũng phát triển khá nhanh, được quan tâm đầu tư bài bản, chuyển đổi số trên địa bàn được thúc đẩy và ngày càng phổ biến. Đây là những nền tảng quan trọng mà Đà Nẵng đang tiếp tục đầu tư, xây dựng và xác định là hướng đi lâu dài để phát triển bền vững kinh tế số, xã hội số, góp phần khôi phục hiệu quả tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố hậu Covid-19. Cần chú trọng đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai các khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm, các dự án khu công nghệ thông tin trên địa bàn. Xây dựng và sớm triển khai đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Qua thực tiễn hai mùa Covid vừa rồi thì có thể thấy là nhiều doanh nghiệp mà kinh doanh bán hàng qua mạng và ứng dụng cái chuyển đổi số trong hoạt động của mình thì hoạt động rất phù hợp và rất hiệu quả. Đây cũng là cái hướng đi, một cái cơ hội trong cái nguy có cái cơ cho nhiều cái doanh nghiệp nếu thay đổi và tiếp cận những cái vấn đề về thay đổi môi trường và cái điều kiện phương thức kinh doanh lần nào. Với sự hưởng ứng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tích cực số hóa trên nhiều lĩnh vực, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục nỗ lực phát huy tối đa các lợi thế sẵn có, tìm kiếm các nguồn lực đầu tư bên ngoài để thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, tạo động lực cốt lõi và mở ra không gian tăng trưởng mới cho kinh tế xã hội thành phố trong tương lai.